chàng tòng quân 5 năm không về, không ngờ vừa vào nhà, đã thấy một cô gái không mặc đồ, từ trên gác đi xuống. Cô gái thấy anh vậy thì sợ tới hét toáng lên: "Anh đợi đó cho tôi." Sau đó cô cầm một con dao xuống tìm anh chàng. Cô nói ban ngày ban mặt, anh lại dám xông vào nhà mình, đồng thời cảnh cáo anh cô đã báo cảnh sát. Cô khuyên anh nên buông tay chịu trói. "Nhà của cô chắc chứ?" "Nói nhảm, không phải nhà của tôi thì là của anh à, tên háo sắc, anh đừng hỏi vớ vẩn nữa. Đợi cảnh sát tới, anh chàng nói đây là nhà của mình. Mỹ nữ ban ngày ban mặt khỏa thân trong nhà mình, dù cảnh sát có tới, người bị bắt cũng là cô ấy." Sau đó anh chàng lấy ra giấy tờ nhà của mình. "Lâm Phong, đây thật sự là nhà của anh." Lúc này bạn thân của cô gái cũng về tới nhà. "Tên háo sắc kia ở đâu?" "Đừng lo, tớ đã gọi quản lý tòa nhà và bảo vệ tới." Tên háo sắc ở đâu? Mọi người còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau bắt anh ta đi." "Đợi đã, hiểu lầm, chắc chắn là có hiểu lầm. Anh ấy nói căn nhà này là của mình. Cậu xem sổ đỏ này." "Sổ đỏ, ai biết là thật hay giả. Người của tòa nhà ở đây, bảo họ điều tra xem." "Cậu ấy là Lâm Phong à? Vậy, chủ nhà này thật sự là anh Lâm?" "Vậy anh ta, tại sao giờ mới xuất hiện?" "Là thế này, bao lâu nay, chúng tôi không liên hệ được với anh ấy, vậy nên mới tạm thời cho thuê căn nhà này." "Cậu Lâm, thế này đi, vì 4 năm qua cậu không đóng tiền dịch vụ, hay là bỏ đi, dùng tiền thuê phòng năm nay, để trừ đi, có được không?" Anh chàng nói sẽ không truy cứu trách nhiệm chuyện họ tự ý vào nhà mình. Bạn thân thấy anh là chủ nhà thật, liền nói chuyện trước đó đều là hiểu lầm. Cô nói họ muốn tiếp tục thuê phòng của anh, đồng thời hỏi ý của anh thế nào. "Nhưng mà, phải đồng ý hai điều kiện của tôi." "Anh nói đi." "Thứ nhất, bình thường ở trong nhà, không được ăn mặc hở hang. Dù sao tôi cũng là đàn ông, khả năng kiềm chế không được tốt lắm. Vậy nên, nếu xảy ra chuyện gì, tôi không phụ trách đâu. Thứ hai, chưa được cho phép, không được đưa đàn ông về nhà, để tránh làm ra những chuyện xấu. Cái này anh yên tâm, bốn người chúng tôi đều là đơn thân. Nếu như anh đã nói xong điều kiện rồi, vậy thì chúng tôi cũng có điều kiện." "Được, nói đi." "Chưa được chúng tôi cho phép, trước khi vào phòng, nhất định phải gõ cửa. Buổi tối sau 8 giờ, không được vào phòng chúng tôi, với bất cứ lý do nào." "Không vấn đề, tôi còn có một điều kiện, tiền phòng, có thể giảm chút không?" "Không được." "Làm ơn, bốn người con gái chúng tôi sống với anh, người khác mong còn chẳng được. Nếu như theo lời cô nói, còn phải tăng tiền thuê." "Tại sao?" "Vậy nếu như, bốn người đói khát các cô, lỡ có ý đồ xấu gì với trai tân như tôi, thì sao?" "Đói khát, ý đồ, cứ như vậy anh chàng có được mấy mỹ nữ ở trong nhà." Hôm sau trong lúc anh đang ngủ ngon lành, tiếng ồn ào từ dưới nhà vang lên, anh chàng bị tỉnh giấc, đi xuống xem có chuyện gì. Không ngờ vừa xuống, một phú bà đã nói, anh chàng là bạn trai của cô, khiến anh chàng ngơ ngác. Lúc này phú bà đi tới, ôm lấy cánh tay anh chàng cũng nhận ra cô. Hóa ra tối hôm qua, anh chàng là đặc chủng binh uống say, trong lúc đang ngủ ngáy, lại quên không đóng cửa, bị phú bà lén lẻn vào phòng. Hôm sau khi tỉnh lại, nhìn thấy nữ phú bà đang ngủ say, anh không hiểu gì, chỉ đành cầm hành lý, lén lút rời đi. Lúc này anh nghe thấy giọng của tên phú nhị đại, hóa ra tối qua, tên phú nhị đại hạ độc phú bà chạy trốn, lại không cẩn thận vào phòng của anh chàng, mới khiến anh nhặt được món hời. Vậy là anh chàng quyết định giúp đỡ cô. Hắn cũng xứng sao? Anh ấy có gì không xứng? Cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, Tô Khinh Dao, cô thật là tên khốn khiếp này, buông tay ra cho tao. Mẹ anh không dạy anh, không được ra tay với phụ nữ à? Dám đông vào tao, tao cho mày biết tay, lên cho tôi. Trời ơi, anh ấy giỏi quá. Thật không nhìn ra, đúng đó. Mày muốn làm gì? Đừng tới đây. Đừng qua đây. Đánh phụ nữ thì có bản lĩnh gì? Đánh với tôi này, mày. Tới đi. Đánh, có giỏi thì đánh chết tao đi. Nào, xông vào nhà dân. Tôi đánh chết anh, thì đã sao? Mày muốn làm gì? Mày đánh đi. Được, cho mày tại nguyện. Xem mày sợ kìa, còn dám hống hách trước mặt tao à? Mất mặt, còn không mau cút đi. Tránh ra, Tô Khinh Dao, cô đưa thứ khốn khiếp này tham dự tiệc mừng thọ của bố cô đi. Tôi muốn xem nhà họ Tô các cô giải quyết nguy cơ kinh tế lần này thế nào. Tới lúc đó, cô đừng quỳ xuống cầu xin tôi. Mẹ, mẹ, đừng nhìn người ta chằm chằm thế nữa. Anh ấy không phải là người trong khách sạn đâu.
Không phải, con là vì không để Trương Sĩ Tiến uy hiếp chúng ta, vậy nên mới tìm anh ấy giúp đỡ. Anh ấy chắc là chủ căn nhà này. Đúng đó, anh ấy tên là Lâm Phong. Vậy người trong khách sạn là... Đừng nhắc tới người đó nữa. Cả đời này đừng để con gặp anh ta, nếu không con sẽ giết luôn. Vậy buổi tối phải làm thế nào bên ông nội con? Anh Lâm, tối nay có thể đóng giả làm bạn trai tôi không? Làm thì làm được, nhưng mà có phải cô nên đền tiền bình hoa kia trước không? Bình hoa kia không phải là anh tự đập à? Là tôi đập, nhưng không phải là vì giúp các người sao? Vậy nên có phải là phải đền không? Không sao. Khinh Giao. Không sao đâu Tư Kỳ, hôm nay nếu không có anh Lâm, tớ thật sự không biết phải làm thế nào. Đồ kẻ sỉ, so với anh tinh không của mình thì còn kém xa. Anh Lâm, trong thẻ này có 30 triệu, phiền anh chọn quà giúp tôi, coi như là bạn trai tôi tặng cho ông nội. Anh hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu. Khinh Giao, chỉ 30 triệu, bố lo là không bì được với Trương Sĩ Tiến. Bố cũng biết tình hình của công ty hiện giờ, 30 triệu này con còn phải đi gom khắp nơi, tới đâu hay tới đó. Vậy phiền anh rồi, anh Lâm. Sau khi xong chuyện, tôi sẽ cảm ơn anh đàng hoàng. Không cần khách sáo, tôi là chủ nhà, cô là khách thuê, nên làm mà. Hóa ra chuyện là thế à? Xem ra mình tới lúc bồi thường cho cô ấy rồi. Tối nay, đợi xem biểu hiện của tôi đi. Đây là ai thế? Tô Khinh Giao sao lại ở cùng với người đàn ông khác thế? Nhà họ Tô rơi vào nguy cơ kinh tế lớn, chỉ có thể trông chờ vào Trương Thiếu. Nhưng Tô Khinh Giao này sao thế? Làm như vậy, Tô Thị sợ là xong đời rồi. Ông nội, sinh nhật vui vẻ. Tô lão tiên sinh, sinh nhật vui vẻ. Cậu ta là ai thế? Anh ấy là Lâm Phong, là bạn trai của cháu. Khinh Giao, cháu hỗn xược. Cháu có biết mình đang làm gì không? Đương nhiên là cháu biết rõ mình đang làm gì. Nếu biết, cháu nên ở cùng với Trương Thiếu, không nên đi theo thứ chó gà ngoài đường. Trong Vân Thành này, ông chưa từng nghe nói có gia tộc lớn nào họ Lâm cả. Tôi hiểu rồi, ý của ông Tô là tôi không có tiền bằng nhà họ Trương chứ gì. Đúng là ý đó. Vậy nếu tôi nhiều tiền hơn hắn thì sao? Hay là ông xem quà mừng trước rồi nói. Bố cũng biết Trương Sĩ Tiến là người thế nào. Dù nói là suy nghĩ cho tương lai của Tô Thị, nhưng lỡ Lâm Phong này cũng không tệ. Bố, cái này bố tự xem đi ạ. Đây là thứ gì? Chị Giao, bạn trai của chị cũng thú vị quá. Sinh nhật ông nội lại tặng chuông cho ông. Món quà này thật là đặc biệt. Tô Khinh Giao, bạn trai của cháu, ông hài lòng, rất hài lòng, tốt lắm. Hắn tặng chuông cho ông, vậy thì ông sẽ mời hắn ăn măng xào thịt. Lôi hắn ra ngoài cho tôi. Đợi đã, dù tặng chuông vào ngày sinh nhật đúng là có chút nghĩa xấu, nhưng Tô lão tiên sinh, ông có biết chuông này có lai lịch và giá trị gì không? Tôi thấy chất liệu của cái chuông rách này chỉ là một thứ rác rưởi. Tôi xem anh nói khoác thế nào. Chuông đồng trước giờ đều là tượng trưng cho quyền lực và địa vị, chuông này cũng không ngoại lệ. Chuông này tên là Linh Lung Kỳ Lân. Nếu ông Tô có được chuông này, từ giờ 12 thành ở biên giới phía Bắc không ai dám hỗn xược trước mặt ông. Đừng nói là nguy cơ kinh tế nhỏ nhoi của nhà họ Tô, dù là chen vào top 10 toàn quốc cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tô lão gia, đây là bụi trong vũ trụ. Ông cầm hạt bụi này bay ra ngoài không trung, vậy thì các hành tinh lớn đều nghe lệnh của ông. Cậu có biết lời tôi vừa nói có ý gì không? Lời nói khoác này ai cũng nói được. Cậu coi mọi người là kẻ ngốc thì thôi đi, nhưng cậu cũng coi Tô lão gia là kẻ ngốc, có phải là quá không coi ai ra gì không? Vân Thành cách biên giới phía Bắc hơn 1.000 cây số, cậu cũng biết chọn địa điểm quá. Tô Khinh Giao, cháu quỳ xuống cho ông. Tại sao lại phải quỳ? Tôi nói đều là thật. Mấy ngày nữa có mấy nhân vật lớn từ Tây Bắc tới Vân Thành tổ chức Kỳ Lân Yến, nếu như nhà họ Tô tới lúc đó tham dự, thử là biết thôi. Thử lấy gì để thử? Chàng trai, tôi già rồi nhưng không mù. Thứ này cầm 300.000 ra ngoài chợ đồ cũ có thể mua một rổ. Đúng đó, cậu tưởng mang thứ rách dưới này tới sau đó bịa ra một câu chuyện thì sẽ có người tin à? Khinh Giao, bố thấy thôi đi, để cậu ta đi đi, đừng làm ông con tức giận nữa. Đúng đó, đây rõ ràng là cầm tiền của con cho vào túi riêng. Tôi nghe thấy gì vậy? Hóa ra cái chuông rách đó là Khinh Giao bỏ tiền ra mua cho hắn à? Thằng nhóc kia, tôi thấy cậu chính là kẻ nghèo chỉ biết ăn bám, còn là kẻ ăn bi ma. Cô cùng khoác lác nữa, tới quà sinh nhật của ông nội cũng ăn bớt, thật là buồn cười chết mất.
Cậu cười gì thế? Tôi cười, các người thật là ngốc, thật là không biết đồ tốt. Chuông này, đây là quà, tôi tặng riêng cho nhà họ Tô các người, vốn nghĩ các người sẽ thích. Ai ngờ, nhưng cũng không sao, tiền mà Tô Khinh giao cho tôi có thêm vào chút ít, chuẩn bị cho các người món quà thứ hai, tôi nghĩ các người sẽ thích. Lâm Phong, Tô Khinh giao, tặng Tô Lão Gia, một bức tượng Quan Âm, giá trị 180 triệu, chúc Tô Lão Gia phú quý suốt đời, tặng Tô Lão Gia một pho ngọc kỳ lân, giá trị 990 triệu, chúc Tô Lão Gia phúc như Nam Sơn, tặng Tô Lão Gia một đôi vòng ngọc phỉ thúy cực phẩm, giá trị 2 tỷ, chúc Tô Lão Gia làm ăn tốt, xe quà đã tới, tổng giá trị 23 tỷ, ngụ ý chúc Tô Lão Gia sống lâu trăm tuổi, tặng quà hoàn tất.